Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nước chảy trào trước cổng chùa. Bên này xưa nay không có nước, lại tự nhiên có. Chẳng lẽ thật sự đây chính là do tôi mang lại? Hôm nay là lễ Đức Bồ Tát chùa Tây Lạc Viên, Hồng Kông, xây ở trên núi xa xôi, phải leo 300 bậc thang cấp mới lên tới được. Song quý vị tới đây tham gia đả thất, đủ thấy rằng quý vị có tâm chân thành, tinh thần dũng mãnh tinh tấn. Kể về số lượng người tham gia đả thất thì mỗi năm mỗi đông hơn. Nhiều người ở đây sau khi lạy Phật về cho biết rằng công việc làm ăn của họ thuận lợi hơn xưa. Như vị cư sĩ Viên Quả Lâm, từ ngày đến chùa công việc càng ngày càng phát đạt, còn cư sĩ Đàm Quả Bộc, từ ngày quy y thì tăng phước duyên thọ, năm nay 80 tuổi ngoài mà thân thể vô cùng tráng kiện. Có em què từ 4 tuổi đến 9 tuổi chẳng đi được, nhưng khi đến đây lạy Phật thì chân lành bệnh, có thể đi đứng được. Con gái nhà họ Viễn, chân cũng bị bệnh, tìm thuốc bắc, uống thuốc tây nhưng bệnh chẳng lành. Sau khi lạy Phật thì bệnh khỏi ngay, do vậy nên nhiều người tuyên truyền rằng tôi có thể trị bệnh. Thực sự chẳng qua đó là do công đức lạy Phật mà ra. Còn một chuyện đáng gọi là kỷ niệm, trước khi chùa Tây Lạc Viên thành lập thì khu đất này là một hố sâu 7-8 thước, sau đó mấy người thợ mới đổ đất san bằng để làm chùa. Chỗ đất này xưa nay chẳng có nước, nhưng đạo tràng xây xong rồi thì có nguồn nước chảy ra bất tận. Có người nói rằng nước này là do tôi đem từ núi Phù Dung lại, vì khi tôi ở núi Phù Dung, động Quán Âm thì ngoài động có nước, nhưng kỳ quái thay, khi tôi đến chùa này thì nước bên kia lại cạn mất. Bên này xưa nay không có nước lại tự nhiên có, chẳng lẽ thật sự đây chính là do tôi mang lại? Đó chắc chắn là do sự cảm ứng của chư Phật, sự ủng hộ của Thiên Long. Hôm nay quý vị vui mừng hăng hái như vậy, xong cuộc vui chóng tàn, phải chờ đến sang năm mới thực hành quá khác. Sang năm quý vị muốn tham gia đả Quán Âm Thất thì phải sớm ghi danh, đồng thời phát nguyện đả Toàn Thất. Đến tháng 11 thì sẽ có A Di Đà Thất, quý vị cần phải dũng mãnh tinh tấn tham gia, chẳng có phóng dật giải đãi. Nay tôi có pháp môn vô thượng nói cho quý vị nghe, song trước khi nói pháp quý vị phải biết rằng cầu pháp không phải dễ, nên quý vị phải đáp ứng lời tôi rằng sau khi nghe xong phải y pháp tu hành thì tôi mới nói cho nghe. Pháp môn này tuy quý vị mỗi ngày phải ra trước mặt Phật mà phát nguyện, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bốn đại nguyện này quý vị đều hiểu rõ, chư Phật thành đạo đều từ bốn lời nguyện này, chư Bồ Tát lại cũng từ nơi nguyện đây tu, lại còn mấy lời nguyện mà quý vị am tường hơn, tức là nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bản lữ. Nếu như quý vị mỗi ngày có thể phát nguyện như vậy, thì tôi tin chắc rằng quý vị sẽ được gặp mặt đấng từ tôn, sẽ không lùi bước trên đường học đạo và sẽ sớm được thành Phật. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 19 tháng 6 năm 1958. Ha ha ha, 闻三摩地所。